Với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, mạng xã hội đang chiếm lĩnh các kênh thông tin giải trí, giao lưu, không chỉ của giới trẻ. Việc sử dụng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, những tác hại của mạng xã hội đối với giới trẻ, tuổi còn nhiều thời gian cho việc học tập và rèn luyện thì không phải là nhỏ. Để biết cụ thể hơn về điều này, xin mời các bạn cùng suy ngẫm về bài viết trên mạng xã hội ảnh hưởng tới giới trẻ. Mỗi thời đại sẽ có những cách khác nhau để liên lạc, trao đổi thông tin. Ngày xưa, con người thường viết thư và chờ đợi những bức thư phản hồi. Thời gian rất là lâu, vì khoảng cách xa xôi, vì phương tiện vận chuyển. Nhưng ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, thì những bức thư đó được thay thế bằng những cú lích, những dòng enter của các trang mạng xã hội. Mạng xã hội đã kết nối con người khắp nơi trên thế giới, xóa nhòa khoảng cách về không gian, thời gian nhờ tốc độ nhanh chóng đó, sự tiện lợi. Nhưng cũng vì quá lạm dụng mạng xã hội mà các bạn trẻ hiện nay tự tập cho mình một lối sống không lành mạnh, sống ảo. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, sống ảo là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cứ chìm đắm, đam mê vào lối sống không hiện thực này? Sống ảo là một cách sống không thực tế, hoang tưởng, mơ hồ, không tồn tại trong cuộc sống. Sống ảo khiến cho các bạn trẻ đánh mất đi quyền giao lưu, quyền được vui chơi tham gia vào những chương trình, vào những hoạt động ngoại khóa mà ở đó các bạn có thể trực tiếp kết bạn, trực tiếp trò chuyện với những con người thật. Và bạn ngồi đó và chỉ cần gõ một cú lích chuột là có thể kết bạn giao lưu với mọi người trên khắp thế giới. Đây cũng chính là lẽ mà rất nhiều bạn đam mê nó. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, Twitter và vô số trang mạng xã hội khác nữa, việc giao tiếp trở nên quá dễ dàng, khoảng cách như được thu hẹp lại. Vì thế làm sao mà chúng ta không đam mê, không yêu thích? Nhưng nếu nó trở nên quá mức, hàng giờ, hàng ngày bạn ngồi trước màn hình máy tính, nhắn tin trò chuyện với những người bạn mới quen, những người bạn xa lạ, thì những người bạn ngoài đời, những người bạn thân quen của bạn, thì dường như bạn đang quên mất họ, bỏ qua sự tồn tại của họ. Một thế giới ảo tạo cho bạn một viễn tưởng về cuộc sống vô cùng tươi đẹp và hấp dẫn. Trên đó, mỗi người có thể xây dựng cho mình một hình tượng trong mơ, những ngôi nhà, những hình ảnh tuyệt đẹp và có vô số những người bạn đang chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài cuộc sống. Và vì thế, nhiều huệ lụy đã xảy ra vì muốn được tung hô nổi tiếng. Nhiều bạn trẻ đã biến mạng xã hội là một bước đã tiến thân, đăng những hình ảnh không lành mạnh để mong nhận được sự chú ý của mọi người và sử dụng những lời nói không văn minh nhằm thể hiện bản lĩnh của mình. Những anh hùng bàn phím được ra đời từ đây, những người đó đã gây ra không ít những mâu thuẫn, những thông tin sai lệch cho mọi người. Huệ lụy cao hơn, đó chính là làm ảnh hưởng xấu đến người khác, mang một lối sống lệch lạc, tinh thần không ổn định, khiến không ít người đi theo vết xe đổ này. Việc giao lưu, kết bạn trên mạng đã xuất hiện nhiều tình yêu online. Đây không hẳn là tình trạng xấu, nhưng nó cũng gây ra nhiều trường hợp không tốt, như dễ bị lợi dụng, lừa lọc và trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ xấu. Kết quả của việc đó để lại một sự hối hận, mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Thật sự đây là điều nguy hiểm mà các bạn khó có thể lường trước được. Khi các bạn dành thời gian trên mạng, chìm đắm vào một thế giới ảo, không hiện thực, thì đến lúc bước ra thế giới thật, các bạn sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy lạ lẫm, không thể nào xác định cho mình một hướng đi đúng đắn. Đôi khi trầm trọng hơn là lúc bạn nhận ra tình cảm của mình và bố mẹ càng ngày bị rạn nứt, bạn bè của bạn sẽ xa lánh bạn. Xã hội phát triển là điều tốt,
một thế giới mà sự kết bạn và giao lưu được nhanh chóng và xích lại gần nhau hơn. Nhưng hãy cho nó đi vào một hướng đúng và hợp lý. Đừng sống ảo. Sống ảo chính là một căn bệnh khó có thể chữa được. Nó như con sâu đang ăn dầm sức khỏe và tinh thần của các bạn trẻ. Vì vậy, hãy sống lành mạnh. Sử dụng mạng xã hội hợp lý. Hãy để nó là một phương tiện giúp bạn phát triển và tốt hơn. Đừng để nó giết chết đi tâm hồn của bạn. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.